Đây, tiếp tục nha, chào cả nhà. Đây. Đây, đây là cây vú sữa đây. Cây vú sữa, đây là cây vú sữa. Đây, anh Đức mới vừa hái trái vú sữa đây. Chín cây luôn. Đây. Ngon không? Ngon, trời ơi, vú sữa. Đâu, thử coi. Thử mới tin. Ngon quá. Đâu, cho em miếng coi. Ôi dạ, sao mà rồi đó. Hút đi. Ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Ngọt, ngọt lắm. Thôi giờ ăn đã luôn rồi mình ra nha. Rồi, chính mấy trái chơi. Chính nè, đừng kéo xuống ở dưới chính này nè. Sao có thấy không? Đây. 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 Ôi trời ơi, đâu có một trái nào xanh lè trên này chưa chín anh Đức ơi. Trái nào? Trái tím. Nó nhỏ, phải lấy trái tím á. Trái tím á. Thôi đi đi đi, cầm sắt rồi. Cái cây bự đi. Dạ. Mấy cây này ở ngoài người ta hái hết rồi. Rồi mới thấy có vừa bờ, có bùn chuối nè. Đây. Hai bùn chuối luôn. Dễ thương quá. Ồ, con à. Vườn anh này trồng ổi nhiều hà. Này là chắc là, trời ơi coi nè, coi cái chùm cóc nè, nhưng mà cóc còn nhỏ chưa có hái được. Đó, chắc anh trồng thanh long đây. Một cây, hai cây. Dạ. Yeah. Đi vô phía sau cái vườn phía trong á thì người ta không có vô nhiều. Nghe nói là qua Florida á, thì phải qua cỡ bắt đầu từ tháng 5 á thì trái cây nó mới nhiều. Quá tha hồ mà đi vườn trái cây. Ồ, cái này chắc là cây me rồi. Dạ, dạ, đúng rồi, cây này cây me. À, cây me ha, phải chi mà có me sống hái về cho thiện trái ha. Ai vậy anh Tiến hả anh Đức? Anh. Đâu? Mấy đứa nhỉ? Hello. Hello, vô đây. Anh Đức có giữ số phone của anh đó, có cái phone nữa không? Anh Đức gọi ảnh từ, thôi thôi để tí nữa em gọi. Chị Tu Anh có số phone của bé Ngọc không? Phone đó, số phone của bé Ngọc không? Chị Tu Anh gọi cho bé Ngọc vừa múc vì tại Úc đang quay á, thành ra chị Tu Anh hỏi bé Ngọc thử nhà bé Ngọc có trồng ổi không, nếu trồng ổi thì mình xin lá ổi chỗ Ngọc cũng được, còn không thì để anh Đức ảnh gọi cái ảnh gọi lên phía trên anh đó hỏi ảnh có không thì mình hái đem về cho ba. Thank you chị Tu Anh. Tiến, hồi nãy anh Đức mới hái được trái vú sữa ông đứng. Ngon thì ngon, không ăn ngon lành. Trời ơi. Tím liệm luôn. Ủa, người ta có cho mình đi không? Đi đâu? Đi lấy này nè. Đi xong cho, anh nói mà tha hồ đi. Mua exercise, mua hái gì đó hả? Ô, cha nhãn kìa. Anh Tí muốn hái nhãn cũng được nữa đó. Hái ăn hay là hái đem vô? Không, không, em nghĩ giờ mình muốn ăn sao anh biết. Nên thành ra cứ ăn đi. Vừa tới cái hàng vú sữa nha, có mới có một cây. Trong này Đức hái chưa? Đức hái mấy trái ổi rồi. Không có trồng ổi hết nha. Không hả chị Tô Anh? Ok rồi rồi, dạ. Thứ bảy chứ hả? Tối thứ bảy. Dạ dạ đúng rồi. Ừ, con đưa tiệm hả? Con đưa bận khách không? Ờ, à, mới vừa làm xong, ok, bầu bì phải có tới đâu rồi. Ừ, ok, chúc mừng bé Ngọc. Thì này được con gái em ổ
Ngon không? Ngon không? Đâu đâu đâu, thử liền, anh Tí đâu rồi? Đâu rồi đó. Thôi khoan quay đi chút xíu anh nữa. Cá cá. Ăn đã rồi quay. Chút nữa quay. Xong rồi giờ đi giờ tới Maple.